Chỉ có thuyền mới biết biển mênh mông nhường nào, chỉ có biển mới biết thuyền đi đâu về đâu. Có lẽ các em sẽ thấy những câu hát trên rất quen thuộc trong bài hát Thuyền và biển do nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc. Song cô tin chắc rằng sẽ có rất ít bạn biết được bốn câu hát trên được trích trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Xuân Quỳnh, một trong những nhà thơ nữ hiện đại trẻ tài năng trong nền văn học hiện đại Việt Nam những năm kháng chiến chống Mỹ. Và nhắc đến Xuân Quỳnh thì người ta nhắc đến một nhà thơ với những hồn thơ nồng nàn đầm thắm với những cái nỗi chăn trở lo âu trong cuộc sống cũng như trái tim khát khao được yêu thương của người phụ nữ. Mỗi bài thơ của Xuân Quỳnh là một câu chuyện về nỗi lòng và tâm sự của người phụ nữ. À, có bài thơ thì uh, thể hiện cái tâm trạng của một người con dâu đối với vợ chồng, đối với người chồng, người mẹ chồng của mình và cũng có những bài thơ thì thể hiện về nỗi lòng và những lo âu chăn trở của người con gái đứng trước những cái sự uh, thay đổi trước những cái gian truân của cuộc sống và ngày hôm nay. Cô và các em sẽ đi tìm hiểu một câu chuyện. Một câu chuyện về những nỗi trăn trở của người phụ nữ về tình yêu, những khao khát được khám phá, được tìm kiếm chính bản thân mình trong cái sự rộng lớn bao la của biển cả của sóng gió và không ngoài bài thơ nào khác, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh. Đầu tiên thì cô và các em sẽ đi tìm hiểu vài nét về tác giả và tác phẩm Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Trước hết là chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về nhà thơ Xuân Quỳnh. Tác giả Xuân Quỳnh thì uh, sinh năm 1942 và mất năm 1988. Uh, Xuân Quỳnh là một uh, người con của miền đất uh, tỉnh Hà, uh, huyện Hà Đông nay uh, thuộc quận Hà Đông của, tỉnh, uh, của thành phố Hà Nội. Và uh, cuộc đời của Xuân Quỳnh đã trải qua rất là nhiều thăng trầm và sóng gió. Uh, ngay từ khi còn bé thì uh, Xuân Quỳnh đã mồ côi mẹ và cha vào trong nam, do đó mà Xuân Quỳnh phải ở với ông bà nội của mình. Uh, tiếp theo là đến trong cái khoảng thời gian mà uh, sự nghiệp của xuân quỳnh phát triển thì không hẳn lúc đầu xuân quỳnh đã đến với uh, đến ngay với cái làng thơ của việt nam mà trước đó thì xuân quỳnh đã từng làm uh, diễn viên múa trong uh, cái đoàn văn công nhân dân trung ương cũng từ đây mà xuân quỳnh bắt đầu với cái mối tình đầu tiên của mình đó là với một người nghệ sĩ viêu lông tên là lưu tuấn và sau này thì xuân quỳnh uh, có một người con trai tên là lưu tuấn anh với lưu tuấn và À, rất là buồn khi mà cái mối tình này đã trở nên giang dở và đến khoảng những năm 6, sáu 6, bảy 6, thì xuân quỳnh đã phải tạm chia tay với mối tình này để tìm đến một cái không gian mới hơn và có thể nói đó là cái cuộc đời của Xuân Quỳnh thì trải qua rất là nhiều sự thiếu thốn về mặt tình cảm à, đến năm 1973 thì Xuân Quỳnh kết hôn với Lưu Quang Vũ mà sau này trong tập trong kỳ 2 của chương trình ngữ văn lớp 12 thì chúng ta sẽ được học đoạn trích trong vở kịch Hồn trương ba giàng thịt của tác giả Lưu Quang Vũ À, đến năm 1988 thì đã xảy ra một cái vụ uh, tai nạn rất là thương tâm khi mà cả gia đình uh, Xuân Quỳnh bao gồm có Xuân Quỳnh Lưu Quang Vũ và con trai là Lưu Quỳnh Thơ đã gặp một tai nạn uh, trên uh, cầu Phú lương của tỉnh Hải Dương và cả gia đình đã qua đời từ đó uh, sự ra đi của gia đình thơ Xuân Quỳnh với hai tài năng nở rộ là Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cùng với một cái mầm ươm về tài năng là Lưu Quỳnh thơ đã để lại cho lòng những bạn đọc những cái sự tiếc nuối vô cùng và cũng coi như đó là một cái tổn thất của nền văn học Việt Nam. Đó là một số những cái vài một số nét về cuộc đời của Xuân Quỳnh để chúng ta có thể thấy được rằng cuộc đời của Xuân Quỳnh đã tác động rất lớn tới cái việc sáng tác văn thơ của xuân quỳnh và về tác phẩm thì xuân quỳnh có một số những cái tác phẩm chính như là uh, tơ tằm trồi biếc hoa tộc chiến hào gió lào cát trắng và đặc biệt là có uh, một số tác phẩm nổi tiếng như là tự hát hay là lời du trên mặt đất À, thì đó là những cái tác phẩm à, thơ nổi tiếng của Xuân Quỳnh mà bạn trẻ hầu, hầu hết đều yêu thích. À, những tác phẩm của Xuân Quỳnh thì xoay quanh những cái chủ đề chính chẳng hạn như là viết về trẻ em, về người phụ nữ với những cái tình yêu và những khát khao cháy bỏng được à, thể hiện mình trong tình yêu hay là những cái tâm sự của một người à, phụ nữ khi mà đã trải qua những cái đổ vỡ trong gia đình. À, đó chính là những cái nét khái quát về tác giả Xuân Quỳnh thì phần này các em có thể xem qua ở trong sách giáo khoa. Phần thứ hai, cô muốn giới thiệu với các em đó chính là về bài thơ sóng. À, bài thơ sóng thì được sáng tác vào năm 1967. Trong một cái chuyến đi thực tế của Xuân Quỳnh ở bãi biển Diêm, Diêm Điểm của tỉnh Thái Bình và ở đây đứng trước cái cảnh biển của Diêm Điềm thì Xuân Quỳnh đã làm nên bài thơ sóng thì đó chính là cái hoàn cảnh sáng tác của bài thơ à, còn về cái cảm hứng bao trùm của bài thơ sóng cảm hứng bao trùm thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cảm hứng bao trùm ở đây chính là cái cảm hứng về tình yêu về chủ đề tài tình yêu với hai cái hình tượng là sóng và em À, thực ra viết về cái đề tài tình yêu thì có rất nhiều nhà thơ đã à, viết về đề tài này và có những cái vần thơ về sóng à, chẳng hạn như là trong nguyễn du có câu là sóng tình dường đã siêu siêu cũng nói về tình yêu với cái hình tượng là sóng xong đến với bài thơ sóng của xuân quỳnh thì nhà thơ không chỉ mượn cái hình ảnh sóng đấy đơn thuần là nói về một cái khái niệm khác của tình yêu nữa mà đến với sóng xuân quỳnh là để giải bày cái tâm tư tình cảm của một người phụ nữ trong tình yêu à trong bài thơ sóng thì chúng ta thấy là có hai hình tượng song hành là hình tượng sóng và em tuy nhiên thì hai hình tượng này tuy hai mà lại là một có những lúc thì nó đan quện vào nhau tạo thành một cái âm hưởng chung cho bài thơ nhưng cũng có lúc hình tượng sóng và em lại tách rời nhau và soi chiếu cho nhau để làm rõ hơn được cái tâm tư tình cảm của người con gái trong tình yêu uhm đó là những cái nét chính những cái nét khái quát về tác phẩm sóng mà chúng ta cần lưu ý và thêm một cái điểm nhấn nữa trong cái phần lưu ý về cái tác phẩm này đó là gì đó là uh, về cái bố cục của bài thơ Um, khi tiếp cận bài thơ sóng thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách tiếp cận uh, Có những cách tiếp cận chẳng hạn như là sẽ phân chia bài thơ sóng này theo từng khổ Hoặc là theo cấu trúc là 2-2-3-2 Hoặc uh, cũng có nhiều người tiếp cận với bài thơ sóng theo cấu trúc là 4 khổ đầu và 5 khổ cuối Thì uh, đến với bài thơ sóng này cô sẽ hướng dẫn các em uh, uh, tiếp cận cái bài thơ sóng với cái cấu trúc đó là 2-2-3-2 trong đó hai khổ thơ đầu sẽ là nêu lên những cái khám phá của xuân quỳnh về quy luật của sóng quy luật của tình yêu hai khổ thơ tiếp theo sẽ là khám phá về cội nguồn của sóng cũng như cội nguồn của tình yêu và ba khổ thơ tiếp theo chính là nói về những khát khao của xuân quỳnh trong tình yêu khi mà thể hiện qua hình tượng sóng và hai khổ cuối đó chính là khát vọng được tan ra trong tình yêu cũng giống như sóng được tan ra cùng với biển À, sau đây thì cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài thơ và trong tiết một này thì chúng ta sẽ tìm hiểu bốn khổ thơ đầu và trong bốn khổ thơ đầu này thì cô sẽ chia ra làm hai ý hai nội dung chính thứ nhất là hai khổ thơ đầu thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khát vọng được khám phá về những cái quy luật tự nhiên của sóng cũng giống như việc đó là khám phá quy luật của tình yêu à, đầu tiên là chúng ta sẽ đến với khổ thơ đầu tiên dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Ở đây người đọc đã thực sự bất ngờ bởi vì sự xuất hiện của những cặp từ tính từ đối mang ý nghĩa đối lập nhau và chỉ tâm trạng. Ngay trong khổ thơ đầu tiên thì Xuân Quỳnh đã mang tới cho bạn đọc một cảm nhận về những con sóng biển. Đó là gì? Đó là những trạng thái dữ dội, dịu êm, ồn ào, lặng lẽ. Chúng ta có thể thấy đây là một loạt những một loạt những cái tính từ chỉ trạng thái. mang ý nghĩa đối lập nhau. Trong những ngày biển động, phong ba thì những con sóng trở nên dữ dội và ồn ào, còn những ngày biển lặng thì những con sóng trở nên dịu êm và lặng lẽ hơn. Và dường như khi mà phát hiện được ra cái quy luật của những con sóng biển này thì Xuân Quỳnh đã có một sự gặp gỡ trong những cái quy luật của tình yêu cũng giống như sóng có lúc dữ dội dịu êm có lúc ồn ào lặng lẽ thì trong tình yêu cũng vậy tình yêu có lúc thăng trầm cũng có lúc người phụ nữ với những cái cái sự hờn dỗi giận hờn vu vơ của mình à, nhưng lại có những lúc người phụ nữ lại rất là dịu êm lặng lẽ trở về với những cái sự uh, dịu dàng yên ấm của một người con gái khi đang yêu và ở đây chúng ta có thể thấy nếu như chúng ta có bao giờ chúng ta để ý rằng là À, cái trật tự của hai câu thơ này nếu như thay đổi thì sẽ có gì đặc biệt không nhỉ à, tại sao không phải là dịu êm và lặng và dữ dội hay tại sao không phải là lặng lẽ và ồn ào mà lại theo một cái trật tự đó là dịu dữ dội rồi đến dịu êm hay ồn ào rồi mới đến lặng lẽ à chúng ta đã bao giờ họ đặt tự đặt câu hỏi đó cho mình chưa nhỉ ở đây có thể thấy rằng à, chúng ta nhớ một chút bài thơ sóng là bài thơ của một nhà thơ nữ bài thơ tình của một nhà thơ nữ và tình yêu của người con gái có thể sẽ ồn ào đó có thể sẽ lặng lẽ đó và cũng có thể sẽ dữ dội đó nhưng tất cả để rồi cuối cùng người con gái người phụ nữ trong tình yêu đều muốn đều muốn trở về cái dịu êm trở về cái lặng lẽ đều muốn cái tình yêu của mình rồi sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp rồi sẽ có một bờ vai rộng để mình có thể dựa vào À, như vậy trong hai câu thơ đầu tiên của bài thơ sóng chúng ta có thể thấy được uh, những cái những cái quy luật của sóng biển hay đó cũng chính là quy luật của tình yêu có những thăng trầm và sẽ có những uh, biến cố cũng như là rồi sẽ có đến lúc tình yêu trở về những cái sự uh, bình lặng và uh, dịu dàng vốn có của người phụ nữ trong tình yêu không chỉ dừng lại ở việc khám phá ra quy luật của sóng trong hai câu thơ đầu tiên, nhà thơ Xuân Quỳnh còn hướng bạn đọc đến những khám phá trong hai câu thơ tiếp theo. Sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. ở đây chúng ta thấy rằng trong hai câu thơ có xuất hiện hai từ đó là từ sông và từ bể nếu như sông tượng trưng cho một giới hạn chật hẹp và hữu hạn thì bể tức ở đây có nghĩa là biển à, tượng trưng cho một cái gì đó rộng lớn và vô hạn à, câu thơ câu thơ nói lên một cái sự bứt phá của sóng nếu như trong cái sự chật trội và hạn hẹp của sông sóng chưa thể thể hiện và chưa thể hiểu hết được bản thân của mình thì tìm đến với biển là cách mà sóng có những cái khám phá mới trong tính trong chính con người mình trong chính tình cảm của mình à, đã có những cái bản À, thơ chép rằng sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể vậy cái điểm khác biệt giữa cái sóng ở đây và sông ở đây có cái sự khác biệt như thế nào nếu như trong hai câu thơ đầu à, trong hai câu thơ này là sóng không hiểu nổi mình sóng tìm ra tận bể À, chúng ta nhận thấy rằng sông ở đây là một đối tượng khác và sóng cũng lại là một đối tượng khác nếu như câu thơ là sóng không hiểu nổi mình tức là có nghĩa là trong nội tạng của sóng sóng chưa thể hiểu hết chưa thể khám phá hết ra những tâm tư tình cảm và những uh, cái điều còn ẩn chứa ở trong tâm hồn của mình thì cái việc tìm ra bể của sóng chính là việc mà sóng tự khám phá chính mình tìm tới biển là tìm tới những cái gì lớn lao tìm ra những cái mênh mông rộng lớn để tự khám phá chính bản thân mình khám phá những tâm tư tình cảm của mình trên con đường tìm tới tình yêu tìm tới hạnh phúc còn nếu như ở sông ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng uh, giống như cuộc đời vậy nếu như chúng ta đến với một người mà chưa thực sự có sự đồng cảm với chúng ta chưa thực sự tìm được tiếng nói chung thì cái việc chia ly cũng là việc hết sức bình thường và dường như trong hai câu thơ này xuân quỳnh muốn nói chia sẻ tâm sự cho bạn đọc với một cái tâm tư đó là gì ạ đó là trong cuộc sống uh, sẽ có những lúc mà chúng ta phải chấp nhận sự chia ly khi mà cả hai đối phương không thể tìm cho nhau một tiếng nói chung, không thể cho nhau một cái sự đồng cảm thì cái việc mà tìm đến một cái không gian mới là một điều hoàn toàn dễ hiểu, giống như con sóng thoát khỏi cái sự chật hẹp hữu hạn của sông để tìm tới biển với một cái mênh mông rộng lớn hơn, khao khát để tìm để mà có thể hiểu được bản thân mình hơn, hiểu mình trong những cái tình yêu bao la rộng lớn, hiểu mình trong những cái tư tâm tư tình cảm của một người con gái đang yêu như vậy là trong hai câu thơ tiếp theo chúng ta có thể thấy được à, cái sự chủ động của người phụ nữ trong tình yêu à, thoát khỏi cái sự à, thoát khỏi cái không gian chật hẹp hữu hạn của sông để tìm ra đến bể mặc dù là hình hành trình tìm ra đến biển có thể gian truân có thể có những khó khăn và cũng có thể sẽ không đi đến điểm đích nhưng đó đã phần nào thể hiện được cái cá tính mạnh mẽ của hồn thơ của Xuân Quỳnh à, nếu như trong xã hội phong kiến thời xưa người phụ nữ luôn ở thế bị động trong tình yêu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì à, bài thơ sóng như là là một cái tuyên ngôn cho cái sự bình đẳng trong tình yêu, người con gái được tự do được quyền chủ động trong tình yêu và được làm những gì mình muốn để có thể thể hiện tình yêu và tình cảm của mình. Như vậy là chúng ta thấy rằng ở khổ thơ đầu tiên, nhà thơ Xuân Quỳnh đã đem đến cho bạn đọc những cái sự khám phá về cái quy luật của sóng và dường như đó cũng chính là cái quy luật của tình yêu, đó là tình yêu có lúc dữ dội nhưng cũng có lúc dịu êm, có lúc ồn ào nhưng lại cũng có lúc lặng lẽ như vậy trong khổ thơ đầu tiên thì nhà thơ xuân quỳnh đã đem đến cho bạn đọc những cái khám phá về quy luật của sóng cũng giống như tình yêu thì cũng giống như sóng thì tình yêu cũng sẽ có những sự dữ dội và dịu êm cũng có những ồn ào và lặng lẽ và khi trong tình yêu người ta không tìm được sự đồng cảm người ta vẫn không tìm được ra câu hỏi à, để trả lời cho những băn khoăn thắc mắc của mình thì lúc đó sóng lại tìm ra tận bể để có thể được khám phá chính bản thân mình Nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ cũng đã từng viết rằng làm gì có biển mà đi, sóng đành chua chát thầm thì cùng sông, đó là sự bất lực khi không thể vượt qua được cái giới hạn của sông để tìm đến biển, nhưng trong câu thơ của Xuân Quỳnh, chúng ta đã thấy được một sự táo bạo khi mà Xuân Quỳnh với cái hình ảnh sóng đã vượt qua khỏi cái giới hạn của sông để tìm về đến biển, để tìm ra biển để tìm cho những câu để tìm những câu trả lời để có thể thỏa mãn được khám phá chính bản thân mình và không ạ, không chỉ có trong bài thơ sóng mà chúng ta cũng đã từng bắt gặp trong những bài thơ trước đây Xuân Quỳnh đã thể hiện cái sự khám phá, muốn được đi ra khỏi cái cái sự chật hẹp hữu hạn của sông để tìm ra đến biển, chẳng hạn như núi cao biển rộng sông dài, tôi đi khắp trốn tìm người tôi yêu. À, như vậy là ở trong khổ thơ đầu chúng ta đã tìm hiểu được những cái khám phá của Xuân Quỳnh về quy luật của sóng, ở đây quy luật của sóng cũng chính là quy luật của tình yêu. Với uh, trong hai câu thơ đầu này thì chúng ta có thể thấy nhịp thơ ở đây là 2 1 2 giống như những cái nhịp sóng ở trong bài thơ và ở đây cái nhịp sóng cũng chính là cái nhịp thổn thức nhịp của những con tim trong tình yêu của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh như vậy là chúng ta vừa mới đi tìm hiểu khổ thơ đầu tiên của bài thơ sóng. Sau đây thì cô và các em sẽ đi tìm hiểu tiếp khổ thơ thứ hai của bài thơ sóng vẫn nằm trong cái mạch thơ đó là thể hiện cái khát khao khám phá về những quy luật của sóng. Nếu như ở trong khổ thơ đầu quy luật của sóng được thể hiện bởi những cái trạng thái khác nhau và bởi cái khát khao được vươn ra biển để tìm khả và khám phá chính bản thân mình, thì sang đến khổ thơ thứ hai, việc tìm hiểu khám phá ra quy luật của sóng lại nằm ở trong một cái khía cạnh khác. Chúng ta cùng theo dõi văn bản thơ nhé. Ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế, nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ. Ngay trong khổ thơ đầu tiên này chúng ta thấy xuất hiện thán từ ôi. Dường như ở đây chúng ta thấy được một chứa đựng một cái sự say mê khi mà Xuân Quỳnh nói về những con sóng. Đó là gì? Những con sóng ngày xưa, sóng xưa và ngày sau vẫn thế, ở đây chúng ta thấy có hai hình ảnh đó là sóng xưa và sóng nay và sóng ngày sau ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế ở đây hai câu thơ đem đến cho chúng ta một cái quy luật tự nhiên của sóng biển đó là gì khi chúng ta chưa sinh ra thì sóng biển đã có rồi và sau này nếu như chúng ta có sang thế giới bên kia thì con sóng biển vẫn ở đó vẫn tồn tại và vẫn À, ngày ngày vỗ vào bờ cát trắng như vậy ở đây xuân quỳnh đã nói đến một cái quy luật tự nhiên của sóng biển nếu như hai câu thơ đầu là nói đến quy luật của sóng biển thì sang đến hai câu thơ sau của của thơ thứ hai chúng ta lại thấy được nhà thơ muốn nói đến một cái quy luật trong tình yêu nỗi khát vọng tình yêu bồi hồi trong ngực trẻ nếu như trong khổ thơ đầu tiên chúng ta chỉ thấy có xuất hiện hình ảnh sóng thì sang đến khổ thơ thứ hai chúng ta đã thấy nhà thơ bắt đầu bộc bạch một vấn đề liên quan đến uh, tình yêu đến tuổi trẻ. Như vậy dường như là uh, cái chủ đề của tác phẩm đã dần dần được hé lộ từ khổ thơ thứ nhất đến khổ thơ thứ hai, không còn là hình ảnh ẩn dụ nhân hóa như ở khổ thơ thứ nhất nữa mà sang đến khổ thơ thứ hai đã trực tiếp nói về đến tuổi trẻ, đến con người và đến tình yêu lứa đôi người ta thường nói rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác không phân biệt uh, giới tính thì ở uh, trong hai câu thơ của Xuân Quỳnh chúng ta cũng hiểu như vậy chỉ có điều rằng tình yêu đã dành chọn cái sự uh, yêu ái của mình dành cho tuổi trẻ uh, Xuân Diệu đã từng có câu hãy để trẻ con nói vị ngon của kẹo hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu dường như với tuổi trẻ thì tình yêu là một cái điều mà vô cùng đáng trân trọng nhất và tình yêu ở trong tuổi trẻ là một cái tình yêu đẹp nhất là cái thời kỳ nở rộ nhất mà khi đó người ta có thể uh, thể hiện những cái sự khát khao những cái đam mê và những cái cống hiến cháy cháy bỏng uh, cho trong tình yêu của mình như vậy là trong bốn câu thơ của khổ thơ thứ hai chúng ta có thể thấy được là Xuân Quỳnh đã khám phá ra một cái quy luật thứ hai của tình yêu đó là gì? Nếu như uh, biển có sóng thì tuổi trẻ có tình yêu, sóng bất diệt với biển và tình yêu cũng vậy đối với tuổi trẻ là một điều không thể thiếu. Uh, chúng ta để ý ở trong câu thơ thứ tư của khổ hai đó là từ bồi hồi. Cái cái từ bồi hồi này nó diễn tả một cái trạng thái um, thổn thức của những con tin trong tình yêu như vậy với cái khát vọng trong tình yêu của tuổi trẻ nó cũng chính là cái khát vọng để được uh, sống trong tình yêu được hòa mình trong tình yêu được uh, khao khát được yêu và khao khát yêu và được yêu của tuổi trẻ trong cái tình yêu này thì ở câu thơ ở khổ thơ thứ hai này chúng ta có thể thấy được đấy chính là một cái khám phá mới của xuân quỳnh về um, cái uh, quy luật của sóng cũng chính là cái quy luật của tình yêu. Nếu như hai khổ thơ đầu tiên thể hiện cái sự khám phá của Xuân Quỳnh đi tìm về những quy luật của sóng, tìm về quy luật của tình yêu, thì sang đến khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư chúng ta lại thấy được cái sự khám phá mới mẻ của Xuân Quỳnh khi mà nhà thơ đi truy tìm cội nguồn của sóng cũng là để truy tìm về cội nguồn của tình yêu. Chúng ta cùng đến với khổ thơ thứ ba nhé trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên à, đầu tiên thì chúng ta hãy cùng khai thác những chi tiết nghệ thuật có ở trong khổ thơ thứ ba này à, quan sát chúng ta sẽ thấy rằng trong khổ thơ thứ ba này nhà thơ sẽ sử dụng hai cái biện pháp nghệ thuật ở chính thứ nhất đó là biện pháp nghệ thuật điệp đúng không chúng ta có thể thấy từ em này được nhắc lại ba lần à, nghĩ về được nhắc lại hai lần và đặc biệt là ở câu thơ cuối cùng của câu thơ đó chính là một câu hỏi tu từ, từ từ nơi nào sóng lên à, cũng giống như bao người con gái trong tình yêu khác xuân quỳnh cũng có những chăn trở cũng có những câu hỏi băn khoăn về tình yêu của mình à, câu thơ từ khi từ nơi nào sóng lên có thực chất chỉ để hỏi về cái nguồn cội của sóng không hay thông qua việc truy tìm nguồn cội của sóng để nhà thơ tìm về nguồn cội của tình yêu Chúng ta hãy cùng chú ý nhé. Nếu như ở khổ thơ đầu tiên của bài thơ, nhà thơ bắt đầu nói đến câu chuyện của sóng biển. Sang đến khổ thơ thứ hai, nhà thơ lại tiếp tục nói đến câu chuyện của sóng biển nhưng lại có sự xuất hiện của tuổi trẻ và tình yêu. Thì đến khổ thơ thứ ba này, Xuân Quỳnh đã trực tiếp bộc bạch và nói đến chuyện tình cảm, chuyện tình yêu lứa đôi của chính mình hay của hai nhân vật trữ tình ở đây đó là anh và em xuân quỳnh đã mang câu hỏi này ra trước sóng biển diêm điểm để mà hỏi để hỏi rằng sóng có từ nơi đâu và cũng để hỏi rằng tình yêu có từ bao giờ câu chuyện của em và anh câu chuyện của chúng mình không biết bắt đầu từ bao giờ nhỉ rồi à, nghĩ đến biển cả xuân quỳnh lại nghĩ đến những con sóng ở dưới biển chúng bắt đầu từ đâu chúng có từ khi nào giống như câu hỏi là tình yêu có từ bao giờ, tình yêu có từ khi nào, đó cũng chính là câu hỏi muôn thuở trong tình yêu. Và đã có rất nhiều nhà thơ đã trả lời cho câu hỏi này. Xuân Diệu, một trong những người viết thơ tình nổi tiếng được mệnh danh là ông Hoàng của thơ tình yêu cũng đã có một cái cách lý giải cho câu hỏi này. Tuy nhiên có thể thấy rằng câu trả lời của Xuân Diệu dường như chỉ là một cách mà trốn tránh chứ chưa truy tìm được cội nguồn thực sự của câu hỏi tình yêu có từ bao giờ. Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có khó gì đâu một buổi chiều. Nó chiếm lòng ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhẹ nhẹ, gió hưu hưu. Còn đối với Xuân Quỳnh thì sao? Nhà thơ đã truy tìm tận gốc, tận dễ, cái cốt lõi, cái câu hỏi đó là tình yêu có từ bao giờ, tình yêu có từ nơi đâu. Và nhà thơ đã tìm được câu trả lời như thế nào? Chúng ta hãy cùng đến với khổ thơ thứ tư của bài thơ. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Đọc đến khổ thơ thứ tư này thì chúng người đọc đã vỡ òa ra một điều rằng À hóa ra đến Xuân Quỳnh, người mà luôn khao khát cháy bỏng trong tình yêu Người luôn luôn có những chăn trở và luôn tìm kiếm câu hỏi trong tình yêu Cũng đành bất lực với câu hỏi này Sóng bắt đầu từ gió Sóng, gió là những hiện tượng của tự nhiên Và sóng có từ gió đó là một cái hiện tượng tự nhiên trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta thường bắt gặp và điều này có thể giải thích thông qua vật lý nhưng khi nào thì chúng ta yêu nhau có ai biết không có ai trong một mối tình có thể hiểu được rằng tình yêu bắt đầu từ đâu tình yêu bắt đầu từ bao giờ và tình yêu đã trải qua được một thời gian là bao nhiêu và có lẽ đó là câu hỏi muôn thuở trong tình yêu mà không hề có câu trả lời cũng giống như vậy chúng ta hãy theo dõi những câu thơ trong khổ thơ thứ tư sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau câu hỏi tu từ gió bắt đầu từ đâu và khi nào ta yêu nhau dường như giống như là một cái Chúng ta có thể tưởng tượng ra được đó là hai câu thơ cuối giống như một cái lắc đầu nhẹ nhẹ của Xuân Quỳnh, một cái lắc đầu thật là đáng yêu và đầy nữ tính. Em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Như vậy rõ ràng là câu hỏi truy tìm về cội nguồn của tình yêu không còn giống như việc truy tìm cội nguồn của sóng nữa. Nếu như cội nguồn của sóng bắt đầu từ gió thì cội nguồn của tình yêu bắt đầu từ đâu vẫn còn là một câu hỏi. Vẫn còn là một dấu chấm hỏi đặt ở phía cuối câu và có lẽ rằng sẽ không ai có thể tìm được ra câu trả lời cho câu hỏi muôn thuở này. Quả thật tình yêu là chuyện của trái tim, không thể phân tích một cách sạch giỏi đó là bản chất của tình yêu là gì, là tình yêu đến từ đâu, tình yêu đến từ khi nào, tình yêu khi nào, tình yêu có từ bao giờ và chúng ta yêu nhau vì điều gì. À, thật khó để mà có thể trả lời được những câu hỏi đó bởi khi chúng ta trả lời được những câu hỏi đó thì tình yêu không còn trở thành là một tình yêu đích thực nữa đã có nhà thơ từng viết rằng tình yêu như hương nhẹ đến lúc nào không hay hương hoa tình yêu chợt nở hương tình yêu say say và thắc mắc về biển cả cũng chính là thắc mắc về tình yêu trước không gian bao la rộng lớn của biển cả những câu hỏi những bông băn khoăn ấy trở nên có tầm vóc hơn bởi vì sao mang một chuyện cá nhân đứng trước biển cả để nói nhưng thực ra câu chuyện đó lại là câu chuyện của tất cả mọi người là câu chuyện của toàn nhân loại tình yêu có từ nơi đâu tình yêu có tự bao giờ đến ngày nay đó vẫn là một câu hỏi mà không ai có thể trả lời được À, nhà vật lý Pascal đã từng nói rằng trái tim có những quy luật riêng mà lý trí không thể nào hiểu nổi và phải chăng cũng chính vì thế mà câu hỏi tình yêu có từ bao giờ sẽ không bao giờ có được câu trả lời xác đáng và à, cũng thật khó khi mà để có thể đi truy tìm được cội nguồn của tình yêu. Chúng ta hãy quan sát nhé trong hai câu thơ cuối của khổ thơ thứ tư này em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Nếu như hai câu thơ cuối này chúng ta đảo trật tự một chút sóng bắt đầu từ gió gió bắt đầu từ đâu khi nào ta yêu nhau em cũng không biết nữa chúng ta đã thấy có một cái điều uh, không còn giữ được như ban đầu như trong uh, uh, câu thơ của xuân quỳnh nữa có đúng không đó là sao đó là khi mà chúng ta đảo trật tự của hai câu thơ này cho nhau thì chúng ta thấy rằng cái lý trí của người con gái trong câu thơ này dường như đã tăng hơn nhiều so với cái nguyên bản của nó đó là em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau rõ ràng ở đây chúng ta thấy được cái tâm hồn của một người phụ nữ đang yêu với những cái tiếng nói của trái tim lớn hơn rất nhiều tiếng nói của lý trí không thể dùng lý trí để mà giải thích cho những cái quy luật của tình cảm những quy luật của tình yêu và hay cũng chính là những quy luật của trái tim Bài thơ ra đời vào năm 1967, khi lúc đó Xuân Quỳnh mới có 25 tuổi và với một tuổi đời còn rất trẻ như thế, những trải nghiệm trong cuộc sống mà Xuân Quỳnh đã phải trải qua cho chúng ta thấy một điều rằng À, những trông gai những khó khăn thử thách trong cuộc sống cũng như trong tình cảm đã làm nên một hồn thơ đôn hậu nồng thắm đầy vẻ duyên dáng nữ tính tràn nhập với sự đáng yêu nhưng cũng thể hiện cái sự lo âu chăn trở những băn khoăn về một cuộc sống về những điều lớn lao trong tình cảm trong tình yêu và trong hạnh phúc của lứa đôi À, như vậy là trong tiết một ngày hôm nay cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu bốn khổ thơ đầu tiên trong bài thơ sóng của xuân quỳnh với bốn khổ thơ này chúng ta có thể thấy được hai ý lớn thứ nhất đó là những khám phá của xuân quỳnh về những quy luật của sóng để từ đó nhận để từ đó phát hiện ra được cái quy luật của tình yêu thứ hai đó là khám phá cội nguồn của sóng cũng là để khám phá cội nguồn của tình yêu cũng giống như sóng có những thăng trầm có những dữ dội có những biến động nhưng cũng có lúc lặng lẽ và bình yên thì tình yêu cũng vậy trong tình yêu sẽ có những lúc mà người con gái giận hờn vô cớ sẽ có những lúc khát khao cháy bỏng nhưng để rồi cuối cùng lại trở về cái dịu dàng với những cái tinh tế và ấm áp bên một bờ vai rộng để mình có thể tựa vào xuân quỳnh trong bài thơ thuyền và biển đã viết rằng vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên với cá tính của một hồn thơ nữ mạnh bạo và khao khát được yêu thương thì uh, sóng của xuân quỳnh đã thể hiện cái tiếng nói đậm chất xuân quỳnh đậm chất trái tim của một người phụ nữ giàu khát khao giao cảm với đời giàu cái niềm yêu thương và khát khao được yêu trong cuộc sống uh, chính vì không thể chịu gò bó trong một cái không gian chật hẹp trong một cái giới hạn hữu hạn của những dòng sông mà sóng hay cũng chính là em đã tìm về với biển lớn, tìm với tìm đến với tình yêu để khám phá chính bản thân mình, khám phá chính những cái cá tính trong con người mình ở một cái bầu không gian rộng lớn hơn, mênh mông hơn và đó cũng chính là những cái ý nghĩa mà trong bốn khổ thơ đầu Xuân Quỳnh đã gửi gắm đến bạn đọc. À, sau đây thì chúng ta sẽ đi một chút về tiểu kết trong bốn khổ thơ đầu như vậy là trong buổi học ngày hôm nay cô và các em đã cùng đi tìm hiểu về bốn khổ thơ đầu tiên trong bài thơ sóng à, đã tìm hiểu được những cái khám phá về uh, quy luật của sóng quy luật của tình yêu khám phá về uh, cội nguồn của sóng cũng như cội nguồn của tình yêu vậy thì uh, có những cung bậc tình cảm nào trong tình yêu đối với người phụ nữ và người phụ nữ trong thơ của xuân quỳnh có những niềm chăn trở như thế nào thì buổi học ngày hôm sau chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhé à, bài học của chúng ta hôm nay kết thúc tại đây chào các em và hẹn gặp lại các em trong buổi học sau